Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Lexus 450H biển siêu đẹp nhưng mà rất tiếc là không về được Gia Lai, lại phải nằm lại tại Đắk Lắk. Đó, anh chủ biết cái thông tin em đăng hôm thứ năm là mới mua xe này, đang quyết định ngày đây qua chở về, mới xong thủ tục cà vẹt ngân hàng, vừa mới xong giải ngân vừa xong, thì ảnh ra xem và chốt trong vòng 30 phút sau khi chạy thử và em toàn tư vấn chốt giá đổi bù trừ cho ảnh, làm rất là nhanh gọn. Xe này thì nói chung nội thất là mọi thứ nó cơ bản thôi, nó được cái là nó 12 lo mắt levision, rồi phanh điện, rồi hai cầu nhớ ghế vị trí. Nói chung Lexus thì nó chỉ có cơ bản tiêu chuẩn, nó gọi là cơ bản là đầy đủ hết rồi, nó cũng không như mệt rồi chức năng nó nhiều, nhưng mà được cái nó bền, form dáng nó giữ theo thời gian, từ năm 2016 giờ nó cũng chưa đổi mẫu. Cái này là chiều dài nó 4m8, chiều ngang nó 1m8 mấy 1m9 á. Đây là Lexus 450H, động cơ xăng và điện, động cơ xăng nó là 3.5 V6 nha anh chị, 3.5 V6 sản sinh công suất cũng rất là lớn, lớn hơn cả cái 2.0 turbo động cơ pin đúp của Lux SA này luôn nha anh chị. Thì anh chạy thử về là ảnh bàn với vợ là chuyển khoản cho em luôn, nên là xe này thuộc về em rồi nha. Cái VinFast Lux SA này anh chị nào quan tâm thì liên hệ em. Lux SA 2.0 bản full nhất nha anh chị, bản full nhất hồi xưa ảnh mua 1.6 tỷ á, bây giờ nó hạ còn 1.4 tỷ á, mà chạy có 19.000 cây thôi nha anh chị. Thì xe này em bán là 1.1 tỷ, anh chị nào quan tâm thì liên hệ giúp cho em được, thì nếu ở Đắk Lắk thì em cho địa chỉ qua xem luôn, không có là thứ hai em kéo về Gia Lai. Em mua bán là vậy đó, nhanh gọn lẹ, từ xe 70 triệu cho đến xe 7 tỷ hay 10 tỷ đều phải nhanh và gọn, và xe tới với em toàn xe là phải chất lượng phải đẹp đó, nên là chất lượng và giá cả rất phù hợp. Xe kia em thấy trên mạng họ đều bán 3 tỷ mấy mà em bán cho anh có 2.9 tỷ chứ mấy, 2.9 tỷ, trong khi mới người ta mua tới 4.7 tỷ mà đi có 30 mấy ngàn cây đó. Bây giờ xe này thì anh bán thì cảm giác rất là lỗ, tại 1.6 tỷ mà bây giờ 1.1 tỷ thì lỗ 500 triệu, rất là lỗ, nhưng mà đổi thì cảm giác rất là lời nha anh chị. Xe kia 4.7 tỷ mà giờ có 2.9 tỷ thì mất 1 tỷ mấy, mà xe rất là đẹp, giống như người ta đi giùm cho mình, giờ mình hưởng thôi, nên là đổi xe cũ được cái lợi đó nha anh chị, đổi bù trừ là được cái hay như vậy. Chơi chán đổi, nhưng mà anh chị phải kiếm cái xe nào nó đẹp nha, chứ mua mà xe dập xe nát á, sau này đổi là bị ép giá lại khó đổi lắm, nói thật với anh chị vậy. Nên là văn hóa em mua bán vậy, đều phải mua xe đẹp chất lượng, thứ nhất được tiếng, thứ hai còn được tiền nữa đó. Xe rất là đẹp, giá hợp lý, để xịt đây chưa được ngồi lên ngày nào mà đã phải chia tay rồi, nhưng mà chia tay trong ngập tràn tiền bạc là cũng vui. Đây anh khách đang tháo và đổi đồ qua, những cái đồ của anh đổi qua, hy vọng đi một con xe đẳng cấp, một thương hiệu dẫn đầu như vậy, và một cái biển số gọi là quá tuyệt vời, 57979 mãi phát tài thần tài chứ. Năm là số sinh rồi đó, đó 7979 là thần tài. Chúc anh là mãi phát tài, sau này mà có lên đời mà đổi thì hú em, có khi đi chán đi lên đi rồi anh đổi xe này lấy cái 570 em cũng được, 570 em đi chắc cỡ năm nữa em chán đưa cho anh đưa lại cái xe này là ok luôn đó. Em định lấy cái này về đi với cái 570 em một cặp 7979.